Hello tất cả anh em, lại là mình đây, Tuấn của Auto89. Và hôm nay thì mình lại lên cho anh em một cái list hàng như mọi ngày thôi anh em nhé. Và quan trọng nhất là vẫn theo cái chuyên mục một ngày một con giá rẻ. Và hôm nay mình sẽ thanh lý cho anh em con giải mã này anh em nhé. Con giải mã này giá thì cực kỳ rẻ luôn. Và anh em hãy chờ để một lát nữa mình giới thiệu con đấy. Thì đầu tiên là cái số điện thoại của mình ở đây anh em nhé, 0976663776. Và mình là Tuấn. Và đây là số điện thoại của bạn Luân này, 0965673502. Tất cả những cái nhu cầu về đồ âm thanh hoặc những cái đồ mình đăng trên video, anh em có nhu cầu hãy điện thoại cho mình hoặc bạn Luân, hoặc là đến trực tiếp với cửa hàng mình tại địa chỉ 141 đường Chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên anh em nhé, để anh em có thể lựa chọn uống nước chè và tâm sự với bạn Luân. Đây bạn Luân đây. Hello anh em. Suốt ngày bảo Luân lên ảnh mình không lên, mình xấu trai anh em ạ, mình xấu trai thôi, mình ở sau khung ảnh thôi. Người đẹp trai nó phải lên khung nó mới chuẩn được. Và sẽ bắt đầu vào sản phẩm ngày hôm nay thì đầu tiên là mình sẽ giới thiệu đến anh em hai chai nước hoa anh em nhé. Hàng này toàn bộ là hàng sân bay như mọi lần trước mình đã giới thiệu với anh em rồi. Hàng sân bay thì là hàng sân bay này là hàng từ sân bay Nhật về chứ không phải hàng sân bay Việt Nam đâu. Sân bay từ Nhật về. Hiện tại thì mình đang có trên tay là chai nước hoa Polo anh em nhé. Dòng này là dòng VIP của thằng Polo. Con này là made in USA, hàng Mỹ. Chai này là 125ml anh em nhé. Màu nó thì màu xanh coban. Chai này thì rất là thơm. Nó thơm kiểu, nó thơm giống thằng Chanel Sport for Men anh em nhé. Cực kỳ thơm mà nó thơm cái mùi gọi là mùi nó không phụ thuộc thời tiết lắm. Ví dụ như kiểu trời mà nóng lực anh em cũng có thể xịt loại này được. Nó tạo cảm giác nó mát mẻ dễ chịu. Mùi nó rất là mát anh em nhé. Chứ còn không kiểu mùi nồng ngọt ngọt đâu. Mùi này nó mùi mát, mát thanh và cực kỳ dễ chịu, tức mình phải dùng từ dễ chịu. Lưu hương thì được khoảng tầm một ngày anh em nhé, khoảng tầm một ngày. Con này thì dòng nước hoa nam, và tất cả dòng thì là nước hoa nam, thì đây là một trong số những nước hoa mà mình đánh giá là nó cùng chiếu với cả thằng Versace anh em nhé, cùng chiếu với Versace thôi. Chứ còn để mà bằng Chanel Sport for Men, mà for Men nó đắt hơn, thì thằng này không bằng thằng Chanel Sport for Men được. Tại vì là Chanel Sport for Men nó có một cái nốt hương cuối thằng Sport for Men, nó làm cho mình cái cảm giác mà nó hưng phấn hơn thằng này. Thằng này nó chỉ mát mẻ thôi anh em nhé. Đến hiện tại bây giờ thì chai này thì bình thường giá thị trường nó được khoảng tầm 2 triệu mấy đấy, 2 triệu 8 hay sao ấy. Thì hiện tại mình để cho anh em chai này là 1 triệu 2 anh em nhé. Giảm cho anh em 200 nghìn thì còn là 1 triệu tròn. 1 triệu tròn cho chai Polo này anh em nhé. Dung tích cực kỳ lớn, 125ml. Anh em có thể dùng trong khoảng... mình đánh giá anh em mà xịt ít thì chắc phải tầm đôi năm mới hết được, 2 năm mới hết. 2 năm cho khoảng tầm 1 triệu dùng được 2 năm thì đó là một cái giá gọi là cực kỳ ok cho anh em. Đấy, chai này có nắp anh em nhé, 1 triệu. Và tiếp đến là một thằng nữa. Thằng này là thằng đàn em của thằng Versace anh em nhé. Là BVL Gary này. Đấy, dòng này nó gọi là dòng vỏ sò anh em nhé. Nó đặt nó nằm nha. Nó nằm như một hòn đá cuội anh em nhé. Viên đá cuội. Đây, vòi xịt của nó bên trên đây. Chất của con nước hoa này thì cực kỳ thơm. Con này cũng còn khoảng tầm 95% em nhé. Con này cũng vậy này, còn cũng khoảng tầm 95%. Tem ở đây, con này thì made in France em nhé. Chữ nó hơi mờ rồi, mình đọc được rồi. Cái tem nó tem dán ở trên này, nó là dòng Po Home này. Em nhìn này, Po Home, nước hoa nam. Hai chai này đều nước hoa nam hết nhé. Con này thì mùi thơm mát dịu nhẹ. Thơm mát kiểu nó mang một cái gì đấy, nó hơi cuốn sexy, tại vì nó có cái nốt hương thứ hai là có vị ngọt anh em nhé. Và đến nốt hương thứ ba thì nó lại trở lại cái mùi mát. Có bình thường một loại nước hoa nó sẽ có 3 tầng hương anh em nhé. Thì chai này nốt hương đầu làm tươi mát này, xong đến nốt hương hai là ngọt, nó mùi ngọt, và nốt hương ba là cuối cùng là xạ hương và vani, nó là cái mùi rất là mát mẻ và lôi cuốn. Thì con này hiện tại bây giờ thì mình đang để giá là 1 triệu mốt, và mình để cho anh em chai này thì cũng bớt như 200 nghìn như các chai khác, thì chỉ còn 900 nghìn thôi. Và chỉ bớt cho anh em là xem video nhé, anh em là đến cửa hàng thì chắc chắn mình sẽ không bớt đâu. Đến cửa hàng mà không phải là xem video mình không bớt, mình bán giá niêm yết anh em nhé. Chỉ ưu tiên cho anh em là xem video thôi. Rồi, tiếp đến ở đây thì là hai cái túi da anh em nhé. Hai cái túi da thì lại luôn để hỗ trợ tớ tí. Thì đầu tiên là con túi da như phong truyền thống là của thằng Hermès Fakir, cũng là hàng Nhật về, và hàng này tất cả đều là hàng lưu kho bên Nhật hết anh em nhé. Chất da thì cực kỳ ngon. Con này thì nó là màu xanh coban sậm màu anh em nhé, xanh coban sậm màu đấy. Nó có quai sách này, có một ngăn đồng ở mặt trước này, một ngăn bên trên này, và một ngăn phía sau anh em nhìn đấy, một ngăn phía sau. Nó may cái chỉ cải biên hình màu hơi vàng vàng ánh vàng anh em nhé. Đấy, hơi ánh vàng vàng sậm.
Đây chất da anh em thể nhìn thấy ở cái quai này của nó để lộ phần da đây, cực kỳ lì và 100% da bò xịn, còn là quai sách này. Thẻ da của nó đây anh em nhé, thẻ da. Anh em về cái miếng này nó gọi là miếng test da, chỉ xuất hiện ở những con hàng mới thôi, hàng cũ thường nó sẽ bị cắt đi rồi. Và con này là hàng hàng lưu kho nên nó sẽ vẫn là hàng chưa được sử dụng ở bên kia. Tất cả mọi cái thì nó in cái chữ Hermès, gọi là Fake ở đây anh em nhé, Hermès Fake ở đây. Nếu mà đeo vào mà anh em nhìn thì cảm giác là nó chân kính, nó có chữ Hermès, nó chân kính lên một phần luôn. Thì hiện tại bây giờ thì con này mình vẫn bán giá cho anh em cực kỳ ok là chỉ có 600 ngàn có túi thôi anh em nhé. So với cả những cái dòng túi giả da Việt Nam người ta cũng bán 600 rồi, thì con túi này là một cái lựa chọn cực kỳ cao cấp. Đây anh em nhìn này, dây da nó may này, đấy cái độ nó làm nó rất là nét luôn anh em nhé, nó rất là nét chứ nó không kiểu cầm cậm như mấy cái túi da Việt Nam nó làm đâu. Đây anh em nhìn này, bên trên là phủ lớp da này, bên dưới nó còn làm một cái lớp này nữa đấy, anh em thấy không? Bên Nhật, thằng Nhật nó may rất là kỹ. Chứ nhiều anh em bảo là bên Việt Nam cũng có túi da, nhưng mà túi da Việt Nam không giờ nó may kỹ như cái dòng này được anh em nhé. Cực kỳ đẹp. Đây và form của nó như thế này. Con này cao 25 phân, cao 25 và rộng ngang khoảng 20 phân. Anh em để vừa iPad mini anh em nhé, để vừa iPad mini. iPad to thì mình không rõ nó có vừa không, tại nhà mình có mỗi iPad mini để test thôi. Thì ok, hiện tại con túi này là 600 ngàn anh em nhé. Để cho anh em 599.000 cho máu, bớt hẳn 1.000. Tiếp đến là con này vừa mới về xong, hàng mới da cừu anh em nhé. Đấy, như đã giới thiệu ở video trước cho bên anh em rồi, thì con da cừu thì là hôm trước là con bé, thì con này hôm nay mình về thêm hai con to này. Vừa có một ông anh rất đẹp dài bên Hà Nam, hôm qua đã lấy một chiếc rồi, thì hiện tại giờ chỉ còn đúng duy nhất một chiếc thôi. Và con này là cái con hàng Nga xuất sang thị trường Nhật, anh em thì nhìn thấy cái chữ Nga nó vẫn còn ở tem này, thẻ đây, thẻ da cừu nó vẫn còn. Sờ chất da thì gọi là bao phê luôn anh em nhé, cực kỳ xịn. Con túi này là một trong số những con hàng rất là hiếm ở trên thị trường, và đến kể cả bên Nhật bây giờ giá nó cũng rất là cao, rơi vào khoảng gần 2 man Nhật, rất là cao. Mà mặc dù man xuống bây giờ nó vẫn là trên 3 triệu. Túi kích thước của nó là cao 25 cm và ngang cũng là 20 anh em nhé. Để vừa iPad mini nó có 3 ngăn này anh em nhìn, một này đấy, kéo ra bên trong tất cả là đều các lớp chống nước toàn bộ nhé, anh em đi đồ thoải mái luôn. Và chất da này mình nghĩ là anh em nào mà dùng túi này thì mình 10 năm không bao giờ phải nghĩ đến vấn đề túi hỏng túi hiếc cả. Khóa nó cũng xịn luôn, khóa nó hàng hãng anh em nhìn này. Đấy. Và con này của cái hãng của thằng bên Nga, nó là hãng Timel anh em nhé, Timel. Đấy, phía sau con này thì không như con nhỏ kia, mà phía sau con này thì còn một cái khóa nữa anh em nhé. Còn một khóa cho một ngăn bí mật ở đằng sau này, anh em có thể để tiền vào trong này để tránh tình trạng nó cắt rạch túi để mất tiền của anh em, thì để bên phía bên trong này kẹp vào người nó đỡ bị mất này. Cái ngăn này để được tiền cũng rất quan trọng. Đấy. Khi anh em đeo nó sẽ sát vào người này. Con này có quai đeo và có thể tháo rời, anh em xách như này được nhá. Luôn từ xách thử cho anh em xem. Đấy, xách cũng đẹp anh em. Xách cực kỳ chất luôn anh em nhé. Hàng này là hàng VIP. Xách gì đấy, sang. Luôn bỏ cái dây quai ra. Cái dây của nó cũng là dây đẳng cấp luôn. Đấy, anh em nhìn cái quai đeo nó đây. Dây nó cũng là rất là xịn luôn anh em nhé. Con này đúng là hàng gọi là hàng VIP luôn. VIP Pro luôn. Hôm nào hôm trước anh em nào chê cái túi da cừu hôm trước nhỏ thì hôm nay mình về cái túi này, và hiện tại chỉ còn một chiếc, có hai chiếc thì ông anh bên Hà Nam vừa sang khuôn rồi. Anh Sơn mà xem video thì anh Sơn Hà Nam mà xem video thì nhớ comment phía dưới video giúp anh em để anh em biết được là anh qua trực tiếp nhà em lấy nhá. Không nhiều anh em cứ bảo là ông này chém gió mang tiếng chết. Đấy, quay nó vào nó sẽ đeo chéo, em thấy không? Túi đeo chéo thì cực kỳ đẹp luôn. Đấy, nó là hàng đẳng cấp và hàng này to, sử dụng nhiều đồ. Cái form của nó thì rất phù hợp với cả những anh em mình cứng tuổi, chứ không phải cái loại kiểu trẻ trâu. Cái nào ngoài thì dùng cho người cứng tuổi. Và hiện tại bây giờ con này thì em đang để cho anh em giá là 1.1 triệu anh em nhé, 1.1 triệu cho con túi này. Em lấy một chút, và con này số lượng chỉ có đúng duy nhất một con, hàng hãng luôn, tất cả da cừu toàn bộ rất là xịn, sờ rất là sướng. 1.1 triệu anh em nhé, túi xịn luôn, luôn vuốt túi khét nhở, trơn mượt anh em. Đấy, anh em thấy không, sờ sướng đấy. Rồi ok, thì đây là con túi da cừu, và cảm ơn bạn Luân nhá, người mẫu gọi là bất đắc dĩ của anh em mình. Rồi tiếp đến ở đây thì là mình lại giới thiệu cho anh em mấy bộ dàn mini thôi, tại vì hôm nay chai nước hoa để ở đây nó đỡ vỡ, nó rơi xuống thì thôi. Có mà nhà thơm mà 7-7-49 ngày không hết. Ở đây thì là một bộ dàn rất là VIP của thằng Onkyo, nó là Onkyo N9NX anh em nhé, full combo luôn. Đây anh em nhìn loa của nó này,
Cấu hình con này thì chơi MD tốt, chơi CD tốt và đọc USB. Hôm nay mình sẽ cắm USB để mình test nhạc cho anh em, để anh em so sánh chất lượng với CD nó như thế nào anh em nhé. Chất lượng gần tương đương CD, 9/10 so với CD luôn. Băng tần Wirat độc quyền này, công nghệ DOA Link này. MD thì đọc cực kỳ ngon, CD thì chạy Masanier, cực kỳ dễ thay thế. Còn USB thì gần như là mình chưa gặp một trường hợp nào mà dàn chơi USB lại bị hỏng USB cả. Anh em hoàn toàn yên tâm về cổng USB này. Mình bán gọi là quá nhiều dàn gần chục năm nay rồi mà chưa thấy một con nào mà chết USB hết. Với những con mà chưa sửa chữa gì thôi anh em nhé, chứ mình không nói về những con mà anh em mua ở ngoài nó sửa chữa rồi thì mình không khẳng định vấn đề đấy. Hàng nhà mình thôi. Đấy. Và hiện tại thì con này đọc MP3 WMA này các kiểu thì nó cực kỳ ok, chỉ có nhạc lossless nó không chơi được thôi. Đấy. Cục dàn thì khá là đẹp anh em nhé. Đây, quay phía sau cục dàn. Cục dàn con này thì là N9NX này, công suất 60W và điện nguyên bản 100V. Kẹp loa hoàn toàn là bắt chuối toàn bộ anh em nhé. Đấy, có đường xúc điện out này, kẹp anten AM/FM này phục vụ em nghe đài này. Cái đường optical in phục vụ em giải mã 24 bit chuẩn này, con này giải mã thì nếu anh em chơi TV thì nó giản là một con dàn mà giải mã khá là VIP. Như cái anh hôm nay nói anh mua cái con Onkyo T1000 này để giải mã thì nó cũng chỉ tương đương con này thôi anh em nhé, không hơn được đâu, tại vì nó cũng cùng sử dụng con chip giải mã giống nhau. Đây các cổng tab này, line in line out ra thiết bị bên ngoài, có thể xuất âm thanh giải mã ra thiết bị bên ngoài được, hoặc là kết nối điện thoại máy tính TV các kiểu là đều ok hết. Loa, cấu hình loa thì bên trên này, con này là phủ bóng toàn bộ bằng sơn PU anh em nhé, nó không thể nào tránh được những vết xước nhỏ, anh em thì nhìn đây, những vết xước nhỏ răm thì nó sẽ có anh em nhé, do vận chuyển về không thể nào tránh được anh em ạ. Hàng này nó không thể nào tránh được tại vì nó phủ sơn PU, chứ còn nó dán đề can thì nó không bị xước, sơn thì nó dị cũng xước. Đây loa thì loa chép là chép mũi đạn anh em nhé. Con bát thì bát 12cm màng sợi keva, gân thì gân lụa, cái dòng gân lụa siêu mỏng, trước thì chỉ xuất hiện ở trên những con bốt thôi, và đến hiện tại bây giờ thì thằng Onkyo mình đánh giá nó copy của thằng bốt, chứ còn mình cái gân siêu mỏng bây giờ đã xuất hiện trên Onkyo, nó là copy của thằng bốt anh em nhé. Bốt đi trước, thằng châu Âu đi trước, thằng châu Á là đi tiên phong, là thằng Onkyo copy theo sau. Dòng gân siêu mỏng nó tạo độ nhún cực kỳ cao, đây nó có cái ma trận đường gọi là gân xếp siêu mỏng, đường zig zag anh em nhé, nó thiết kế zig zag chứ nó không gân không một đường cong như ngày xưa nữa, đấy zig zag. Và cái thụt hơi mặt trước này, thụt hơi sẽ tránh mặt trước, tránh hết được tình trạng là thiếu bát các kiểu ở trên bộ da. Đây đế nó được tách biệt ra so với phần loa bên trên. Nó cặp N9SX anh em nhé, công suất là 70W và trở kháng là 4 ohm, nó rất phù hợp với dòng này anh em nghe nha, thì hay. Đấy, cọc loa bắt chuối toàn bộ anh em nhìn đâu, phía sau rất là đẹp, khá là VIP. Bình thường bộ này thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm hơn 6 củ anh em nhé, nhưng mà riêng trên video này mình xin phép thanh lý cho anh em bộ dàn này chỉ có 5,5 triệu cho bộ dàn N9NX thôi anh em nhé, một cái giá cực kỳ ok cho bộ dàn đầu 9,5,5 củ anh em nhé. Anh em lưu ý một chút là mình chỉ báo giá bộ này chỉ có 5,5 triệu thôi, nó là một cái bộ mà anh em xứng đáng đặt để phòng ngủ hoặc là phòng khách của anh em, nếu phòng khách nó diện tích nhỏ vừa phải. Và mình không khuyến khích dàn mini nghe ở phòng 40m, mình chỉ khuyến khích phòng mini nghe ở những diện tích 25m2 trở về thôi. Tại vì 40m2 nó là diện tích để anh em có thể chơi đồ ghép hơn là dàn mini, mình đừng để cái thằng bé nó gánh cái phòng to quá. Có thể nghe nó cũng được nhưng mà mình nghĩ là nên để nghe nhỏ vừa phải ở những phòng 25m2, nó là phù hợp với anh em nhất. Bây giờ mình sẽ mở thử chất âm nhá. USB này. Cái giọng bằng cao lấy sơn này nó yêu cầu về một bộ dàn có giải mid rất là ok thì mới nghe giọng chất được.
và anh em có thể thấy là cái giải mid của con này cũng cực kỳ ok, nó lên gần như là cái bề dày của cái chất giọng ca sĩ anh em mình có thể cảm nhận được qua cái đôi tai của anh em mình đấy. Và hiện tại cái bộ này là 5,5 triệu. Nhiều lúc anh em đừng hỏi bộ 5,5 triệu này có hay hơn cái bộ 2,000 không, thì hỏi câu rất thừa anh em nhé. 2,000 thì có tuổi gì so với cả bộ 5,000 cả, không có tuổi đấy. Tiếp đến bên này thì đây là cái đầu tiên là cái thớt dàn bên trên này, và cái này là cái cục dàn mini của thằng Kenwood anh em nhé. Con này là con Kenwood bao nhiêu đây, con Kenwood này thì con Kenwood mình quên tên lâu lắm rồi, giờ này mình ít động chạm vào bọn này quên mất tên. Đây, con này là con Kenwood SG5WM đó là dòng Walkman anh em nhé. Công suất là 52W điện nguyên bản 100V này, kẹp này, kẹp analog vào ra này, xúc điện out này, optical in phục vụ em giải mã 24 bit này, kẹp loa này đấy, kẹp loa đánh loa từ 6 đến 16 ohm này anh em nhé, kẹp antenna FM. Con này nó có cái cửa đĩa mở bên trên này nhưng hiện tại nó đang bị kẹt rồi. Đây anh em thấy ghi bạn luôn là ghi lỗi kẹt cửa CD anh em nhé. MD chạy tốt, AUX chạy tốt và giải mã 24 bit chạy tốt anh em nhé. Con này nó một trong số những con khá là VIP của thằng Kenwood, anh em thể kẹp loa bass từ 20cm trở về, cục này đánh rất là hay rồi, 18cm thôi, mình đánh giá cục này chỉ đánh được loa 18cm thôi, đánh 20 thì hơi quá sức với nó anh em nhé, 18cm trở vào thì đánh rất là hay đấy. Và cái chức năng tuner của nó đây, anh em nhìn tuner thì mình sẽ dò thử xem nó được bao nhiêu, 88 à, con này chỉ đến 90 thôi anh em nhé, con này chỉ đến 90 và không thể dò đài trực tiếp ở trên mặt được, đấy, chỉ có lấy kênh trên mặt thôi, đấy 90 tuner AM thì chắc là đủ rồi. Thì hiện tại bây giờ cái con này sao nó có chữ Windows Media ở đây nhỉ, Play Windows Media này đấy, Play Windows Media là gì để mình xem lại, nó có cổng USB không, USB anh em nhé, sao nó có chữ Play Media hơi thắc mắc đấy. Thì hiện tại bây giờ thì cục này thì mình thanh lý cho anh em giá 499.000 anh em nhé, 499.000 là theo chuyên mục là mỗi ngày một con giá rẻ, và con này là cái con giải mã kiêm âm ly kiêm chơi MD và tích hợp cả tuner FM các thứ đầy đủ anh em nhé, với một cái giá quá là rẻ là chỉ có 499.000 cho con giải mã 24 bit này, nó là một cái lựa chọn. Và con này được đóng cái mã là kết nối Windows Phone này, nói chung là tem được thằng Microsoft kiểm định đấy, nó là một trong số những cái và mang đánh giá cái tính chất chất lượng của này rồi. Thì đấy là 499.000 cho cục này, mình xin nhắc lại giá một lần nữa anh em nhé. Và tiếp tục ở bên dưới này cũng là một con Kenwood, và Kenwood này thì khá nổi tiếng với cả những anh em nào mà ưa chất bass hoặc là chất nhạc nhạc mạnh, thì tại vì nó là cái dòng nổi tiếng của thằng Kenwood SL3 SV3, nó là hai cái mã mà gọi là vua của cái dòng nhạc mạnh trong phân khúc giá rẻ anh em nhé. Trong phân khúc rẻ mình nhấn mạnh lên là trong phân khúc giá rẻ đấy. Thì con này mặt nó mặt gương toàn bộ là các chế độ chỉnh tùy chỉnh nhạc, là cả cái dãy nút ở bên này, cả cái dãy này anh em nhìn đây, cái cả cái nút ở bên dưới nút volume này cũng là điều chỉnh này đấy. Ngày xưa đợt mới về mình không biết cái nút này nó sử dụng được đâu, thế mà sau mình biết nó là cái này hay phết dùng được. Có đây volume này, khi em vặn này là volume này đấy, MD chơi tốt, CD chơi tốt anh em nhé. CD đây mở ra đấy, CD nó là khay đĩa này đấy. Nếu mà mở CD thì nó sẽ tòi đĩa ra đây. Em mình nhìn này. Đấy, ok chưa? Cho đĩa CD vào. Đấy, MD ok, mặt gương toàn bộ. Loa của con này thì có cấu hình như thế này. Loa con này thì bass của nó 12cm anh em nhé. Gân thì gân là gân lụa, dòng gân lụa siêu cứng. Đấy, giống như video trước mình đã bảo với anh em rồi, dòng gân lụa cứng để bọn nó tác động hơi để nó nén, nó để nó bật ra cái thụt hơi này nhiều hơn. Nó cho cái âm bass nghe khá là dị anh em nhé. Âm bass nghe khá là dị nhưng mà nó cũng rất là chắc chắn. Cái bọn đặc thù là Kenwood này nó chỉ xuất hiện những con mini là chơi dòng gân cứng thôi. Thì mình nói ở video trước cho anh em rồi là không phải là con này là để lâu nó cứng, mà nó cứng ngay từ lúc xuất xưởng luôn. Mới tinh nó đã cứng rồi, anh em để xem review ở trên mạng những review mà khi nó khui hộp con này anh em nhé. Lúc đầu mình cứ nghĩ là nó cứng này là do môi trường, nhưng không phải, hãng sản xuất cứng nha anh em nhé. Và đọc rất nhiều review ở châu Âu về con loa này, nó rất nhiều khen chê. Và thường là con này ở trên cái bảng chấm điểm thì cái bộ này bọn nó chấm ở bên châu Âu, nó chấm được con này là 8 trên thang, bên kia không có thang điểm 8 mà 4 trên 5 điểm anh em nhé. 4/5 tức là tương đương với 8 trên 10 đấy, cũng khá là ok rồi trong tầm tiền. Đây là một con chép cao cấp của thằng Kenwood, con này con đom nhựa, đom màng nhựa. Đấy. Phía sau
Công suất của con loa này thì là 30W và trở kháng là 6 ohm anh em nhé. Thùng loa thì khá là đẹp. Đấy, thùng loa thì khá là đẹp. Đấy, phía sau đây. Ủa luôn đây, ổ cắm cái gì này. Cục dàn thì con này có đường xuất điện ao này, kẹp thiết bị bên ngoài aux, điện thoại, máy tính, tivi này. Công suất của con này thì mình đọc cho anh em đấy nhá, nó hơi khó đọc anh em ạ. Đây, công suất con này là 85W cho cục dàn. Ui ôi, vãi chưởng. Điện nguyên bản 100V anh em nhá, kẹp anten FM này. Đấy, con này thì nó sao nó kinh khủng nhỉ. Con này made in Malaysia anh em nhá. Nhiều anh em hỏi made in thì mình sẽ đọc luôn made in cho anh em, chứ mình không để dài dòng nữa, mất thời gian lắm. Hiện tại con này thì mình để cho anh em giá là 1.600.000 anh em nhé. 1.600.000 cho con dàn Ken Wood này. Ngày trước nó không dưới 1.800.000 đâu. Và bây giờ thì mình sẽ bình ổn giá cho anh em là 1.600.000. Và mình sẽ play thử CD cho anh em xem nha. Trăng 16 cưới rồi đành xa nhau. Nhớ đôi môi nàng hiền, xinh xinh màu nắng. Má nàng hồng, thơm mùi thơm lúa non. Ai ra đi. Ok anh em đang nghe thấy cái bộ 1.600.000 này. Chất lượng ok chưa? Mình đánh giá là chất lượng nó ok so với tầm tiền. Còn để anh em vừa mới nghe bộ 5.500.000 xong thì nó thật là bộ 1.600.000 này nó không có tuổi để so đâu. Và anh em mình lưu ý một chút là nhu cầu về đồ âm thanh thì mình có tiền tầm nào mình sẽ mua tầm đấy, chứ mình đừng đứng núi này trông núi nọ, khó lắm. Tại vì là thằng hàng xóm nó có 100 triệu, nó mua bộ 100 triệu, anh em có 10 triệu mua bộ 10 triệu thôi. Mình phải tự gọi là tự nhủ với bản thân là bộ 10 triệu của mình nghe nó cũng hay anh em nhé. Còn lúc nào mà thích nghe cao cấp hơn thì sang thằng hàng xóm nghe hộ, nghe nhờ. Chứ còn đừng có cố làm gì với đồ âm thanh cả. Nhiều lúc mà vợ chồng cãi nhau về đồ âm thanh thì nó là một cái câu chuyện nó rất là buồn anh em nhé. Và mình khuyến khích anh em chơi audio thì tốt nhất là mua đồ thì không nên để vợ chồng cãi nhau mất đoàn kết, chả giảm chào. Đấy là câu chuyện mình trao đổi vui thôi anh em nhé. Còn nó tùy vào sở thích anh em, tiền của anh em, tiền trong túi anh em, có tiền trong túi mình đâu, đúng không? Rồi ok. Thì tiếp đến cái bộ dàn cuối cùng mà mình gửi đến anh em thì đây, đây là cái con dàn cuối cùng anh em nhé. Thì đây là cái bộ dàn Sony MD333 cực kỳ nổi tiếng anh em nhé. Đây, MD333. Bộ dàn mà rất nhiều anh em thích con này, tại vì là nó chơi quá là hay anh em nhé. Rất là hay. Và con này thì rất là đẹp anh em nhé. Rất là đẹp, loa đẹp, đẹp góc cạnh luôn anh em thì nhìn thấy. Đấy, loa đẹp góc cạnh, cục cũng đẹp anh em nhé. Cục thì đây, có một vết xước nhẹ đây thôi, còn lại thì nó đẹp. Đây, anh em nhìn, tem nhật trang trí nguyên si. MD thì đọc tốt, CD thì cũng đọc tốt, CD thì chơi mắt 213 cực kỳ lành, có giải mã optical in để phục vụ anh em, có thể giải mã từ TV. Và con này nó là một trong số những con gọi là con khủng long trong thân hình của con trò anh em nhé. Tại vì sao mình không muốn bảo thân hình con chuột, tại vì con này nó to trong mini, nó vào dạng to rồi anh em ạ. Nhưng mà so với những bộ dàn to thì nó lại là nhỏ bé anh em nhé. Thế nên mình cứ bảo nó khủng long trong thân hình con chó. Chứ còn sử dụng trong thân hình con chuột thì cũng không đúng lắm. Chuột thì nó có những dàn bé hơn rồi đây. Bé như thế này cơ. Con này size to rồi. Thì chức năng thì mình đã giới thiệu rồi. Thì MD chạy tốt, CD chạy tốt này. Có thể kết nối được từ thiết bị bên ngoài, điện thoại, máy tính, TV qua cổng AUX. Hoặc là cổng quang, optical để giải mã 24bit và 24bit chuẩn luôn anh em nhé. Bát nó sử dụng cái bát 12cm gân lụa tẩm dầu. Con này dòng này là dòng gân mềm, sờ rất là sướng em nhé. Bên trên là con chép cao cấp của đằng Sony rồi, không phải bàn nữa. Và cái loa nó thiết kế rất là đẹp. Tại sao con này nó lại nghĩ ra cái thiết kế loa này đẹp thế nhỉ? Về phía sau, công suất của con này thì là 100W trên một loa và trở kháng là 6 ohm. Vậy một cặp nó sẽ là 200W anh em nhé.
Và con này là loa là made in China anh em nhé. Nếu mà anh em nào đang tìm một bộ dàn made in Japan thì thôi, miễn luôn bộ này mà hãy chuyển sang mua cái bộ gọi là mã MD373 thì nó sẽ có của made in Japan, còn thằng 303 này không có đâu anh em nhé. Toàn made in China toàn bộ thôi. Phía sau của cục dàn đây. Phía sau cục dàn anh em thấy nhìn thấy các cổng kết nối này, thiết bị ra vào này, A-lốc này, kẹp loa này, đánh loa từ 6 đến 16 ohm này, nó ghi rất rõ đây nhưng mà mình không thò được máy quay vào để quay, anh em thông cảm nhá. Đây là kẹp anten FM này và đây là optical in phục vụ em giải mã này. Và con này thì cục dàn của nó là gì nhỉ? Cục dàn nó ghi là gì đây? Không luôn, không ra hộ hỗ trợ tôi tí thì tôi chịu luôn, không thể nào quay được. Không giữ tôi cái này, tôi quay ra cái. Đây. Cục dàn con này là công suất 55W điện nguyên bản 100V anh em nhá. Con này cục dàn con này made in Japan. Ồ. Thế con này tức là loa của nó thì được sản xuất tại China và cục dàn thì sản xuất vẫn được sản xuất tại Nhật anh em nhé. Đấy, dành cho những anh em mà lo đồ điện tử mà bị hỏng, tại vì là nó made in China thì có thể chọn con này, tại vì cục dàn nó vẫn là made in Japan. Còn với mình thì sản xuất ở đâu thì nó vẫn là hàng Nhật hết, mình không care anh em nhé. Hiện tại bộ này mình đang để cho anh em cái giá cực kỳ tốt là chỉ có 2.200.000 thôi cho một cái bộ gọi là mới xuất sắc này, hàng bãi này đẹp xuất sắc luôn anh em nhé. 2.200.000 anh em lưu ý một chút là 2.200.000. Đấy, cái bộ này thì hiện tại nếu mà có thì gọi là cũng không có hàng mà bán luôn anh em nhé, với giá 2.200.000. Bây giờ mình sẽ mở cho anh em xem để cái chất âm chất bát của này như thế nào, lựa chọn đáng tiền anh em ạ, 2.200.000 xứng đáng. Sony nó chuyên làm công suất ở cục dàn này dư so với bọn loa nhiều như thế anh em nhé. Đây loa 100W mà cái cục này nó phang gọi là phòi loa luôn. Anh em cái cục này nó đánh được loa bass 30 luôn anh em nhé. Nhiều lúc nói anh em không tin, bê loa bass 30 đây mình phang thử cho mà xem. Phòi loa, mình nói thật bass 30 vào nó vẫn phang ok luôn. Nó là một trong số mà bọn Sony chuyên làm cục dàn thừa công suất phang loa, nhưng mà cũng có thể đấy là một nguyên lý để cho mà khi anh em vặn công suất nó nhỏ thôi thì nghe loa nó vẫn có độ căng. Đấy là thằng lợi thế của thằng Sony. Nhưng mà nhiều anh em thích đi test lại cứ vặn mắc cái này cơ, mắc volume này để test loa. Mình nói thật với các anh em đi mua mà mắc volume mình chỉ có bế luôn ra ngoài cửa luôn. Ông vặn mắc volume để mà hỏng loa của tôi à? Lúc nào âm ly nó chả thiết kế để thừa công suất cho loa, bế vào mấy cả nghe gọi là nghe to không rẻ thì em cũng chịu anh. Công suất nó làm dư để anh em nghe bé nó cũng hay, thì anh lại bảo là nghe nó to không rẻ, chả có loa là nghe to không rẻ cả, trừ khi âm ly nó yếu anh em nhé. Âm ly nó căng thì rẻ hết, chả có nào không rẻ hết, chả có nào không rẻ đâu. Anh em có thể tiếp xúc một hai bộ dàn công suất nó yếu thì anh em nghĩ thôi, chứ mình tiếp xúc cả vài trăm cả nghìn bộ dàn rồi. Nói chung mình nói về dàn nhiều lúc anh em cứ bảo mình chém rõ, nhưng mà nói thật là nó là sự thật như thế anh em ạ, sự thật nó là như vậy anh em nhé. Và khi anh em tiếp xúc mà sâu được như mình thì anh em sẽ hiểu nhiều hơn về đồ âm thanh. Còn nếu muốn trao đổi uống nước chè thì có thể anh em cuối tuần qua đây, cuối tuần mình nghỉ làm thì mình sẽ ở nhà chém gió với anh em nhé. Rồi xin chào anh em, và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo với những cái sản phẩm nó cực kỳ ok hơn. Và chúc anh em có một buổi tối, hôm nay thứ năm luôn nhỉ, buổi tối thứ năm thật là vui vẻ bên gia đình. Rồi xin chào anh em, video hôm nay quá dài luôn, 30 phút, ít đồ mà 30 phút, lúc đó mình chém gió hơi tít.